phản ánh của người dân trên đường tỉnh 381, đoạn qua thôn Đồng Than, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, thường xuất hiện nhiều xe tải trọng lớn, xe chở nguyên vật liệu xây dựng đi qua mỗi ngày, làm mặt đường bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, không chỉ gây khó khăn cho các phương tiện qua lại, mà còn làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Đường tỉnh 381 đi qua các xã Yên Phú, Đồng Than và Giai Phạm là tuyến đường huyết mạch nối 5 xã của huyện Yên Mỹ. Tại đoạn qua thôn Đồng Than, xã Đồng Than, chỉ chưa đến một tiếng, phóng viên đã đếm được có từ 40 đến 50 chiếc xe có trọng tải lớn trung chuyển hàng hóa, vật liệu xây dựng như đất đá, thép chạy qua. Đường hẹp chỉ chưa đến 6 mét, mưa lớn xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi khiến các phương tiện đi lại rất khó khăn. Nhiều xe chen nhau, tranh đường, lấn làn với xe máy, xe đạp, tai nạn rất dễ xảy ra. Chưa kể tuyến đường này lại nối liền đường tỉnh 382 thông tuyến đến các huyện như Khoai Châu, Văn Giang, thị xã Mỹ Hào, nên lưu lượng xe qua đây rất lớn. Trong cái thời gian qua thì các xe trọng tải lớn ấy, đi từ cái đường Miễu Sở và đi qua khu vực này, xe chở cát nhiều, các loại xe. Nhà tôi là trước mặt đường đây thì là mở cửa là từ sáng đến tận 11 giờ đêm cơ, cho nên cái phương tiện đi qua là cũng tương đối nắm rõ. Mỗi lần mưa gió là xe các xe lạ đi qua ấy, thì là ngã rất là nhiều. Trước thực trạng trên, cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc cũng như xử lý các trường hợp xe trọng tải lớn cơi nới chở vật liệu xây dựng không che chắn làm ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông, đồng thời cần sửa chữa nâng cấp tuyến đường để đảm bảo đời sống của người dân cũng như các phương tiện lưu thông an toàn.